Tạo một lục tự động trên Google Doc. Ta có thể xem cấu trúc văn bản bằng cách nhấp vào đây. Để tạo được một lục, ta phải phân cấp văn bản. Ví dụ, đây là tiêu đề, ta sẽ bôi và chọn vào tiêu đề. Tương tự với các đề mục lớn, ta sẽ phân cấp là tiêu đề 1. Nhỏ hơn một bậc sẽ là tiêu đề 2. Sau khi phân cấp, ta thấy cấu trúc văn bản sẽ tự động cập nhật. Đây cũng chính là một lục động trên Doc. Nếu muốn sửa định dạng của các đề mục, ta chỉ cần bôi, định dạng lại, chọn vào đề mục tương ứng và chọn cập nhật để khớp. Để chèn cả một lục vào văn bản, ta chọn chèn một lục. Kế bên là nút cập nhật. Ví dụ khi xóa đi một mục nào đó, ta chỉ cần bấm cập nhật thì Doc sẽ tự cập nhật lại.